tốt quá rồi. Thế là sau ngần ấy năm yêu nhau, cuối cùng chúng ta cũng đã chính thức trở thành vợ chồng rồi. Vẫn còn chưa làm lễ cưới mà. Chàng gọi vợ chồng e là vẫn hơi sớm đấy. Cũng chỉ còn ngày mai, ngày kia là chúng ta đã về một nhà rồi. Nàng vẫn còn nói là sớm sao? Cha mẹ thiếp nói, chừng nào chưa làm lễ thì người đó vẫn chưa phải là chồng mình. 30 vẫn chưa phải là Tết, nên thiếp vẫn không dám chắc. Biết đâu ngày mai chàng lại bỏ thiếp theo người con gái khác thì sao? Ngốc quá, làm gì có chuyện đó chứ. Ta chỉ yêu một mình nàng thôi. Từ lâu ta đã coi nàng là vợ duy nhất rồi. Lễ cưới cũng chỉ là hình thức. Lẽ nào nàng vẫn chưa tin tưởng ta? Ta thề có trời. Không cần thề. Nếu không tin, làm sao thiếp nhận lời lấy chàng được? Thiếp cũng chỉ trêu chàng một chút thôi. Nàng thật là làm ta hết hồn. Nàng có biết ta mong chờ ngày này lâu lắm rồi hay không? Thiếp cũng vậy. Mong rằng chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Chắc chắn là thế rồi. Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ cưới của chúng tôi. Chúc mừng tân lang tân nương, đẹp đôi lắm. Chúc mừng tân lang tân nương, đẹp đôi lắm. Cuối cùng nàng cũng được đón về nhà ta rồi. Sau lễ động phòng đêm nay, chúng ta chính thức là vợ chồng. Thiếp hạnh phúc lắm. Nàng sao thế? Thiếp không sao, tự nhiên thấy hơi choáng một chút thôi. Để ta đưa nàng vào trong phòng nghỉ nha. Chắc cả ngày bận rộn nên mệt đó. Nàng có mệt lắm không? Thiếp không sao đâu. Ngồi nghỉ một lát là khỏe ngay ấy mà. Chàng ra ngoài tiếp khách đi, kẻo mọi người lại ngóng. Thôi kệ họ đi, ta phải ở đây chăm sóc cho vợ của ta chứ. Sao có thể thế được? Khách khứa đến đây chúc mừng vợ chồng mình, mình không thể thất lễ thế được. Thiếp vào trong này là khỏe hơn rồi, đừng lo cho thiếp. Nhưng mà thiếp hiểu tấm lòng của chàng, nhưng không thể tân lang và tân nương đều biến mất được. Chàng ra với mọi người đi, thiếp nghỉ một tí rồi cũng ra luôn ấy mà. Thôi được rồi, nàng cứ ở yên trong này chờ ta nhé. Ta sẽ quay lại với nàng nhanh thôi. Thiếp nhớ rồi, chàng đi đi. Đây rồi, tân lang đây rồi. Trốn đi đâu nãy giờ để chúng tôi tìm mãi thế hả? Chắc nóng lòng muốn vào đông phòng với tân nương à? Không được đâu, phải tiếp chúng tôi đã chứ. Lâu lắm mới có ngày vui thế này. Tôi vào có tí việc thôi. Trốn đâu mà trốn. Bây giờ ra tiếp rượu mọi người đây. Nhất trí. Chúc tân lang tân nương trăm năm hạnh phúc, đến đầu bạc răng long. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cạn chén nào. Kia chẳng phải vợ mình sao? Cô ấy nói đang mệt mà lại đi đâu thế kia? Các vị cứ uống tự nhiên nhé. Tôi phải vào trong một lát. Nhớ quay lại đó nha. Ngọc Tú, nàng đi đâu đó? Ngọc Tú. Cô ấy không nghe thấy mình gọi à? Sao đi nhanh thế chứ? Mình chạy theo nãy giờ mà cũng không đuổi kịp. Ngọc Tú, nàng đi đâu vậy? Chờ ta với. Nàng đây rồi. Là chàng ư? Nàng đi đâu vậy? Sao nàng nói nàng mệt cơ mà, còn đi rất nhanh nữa. Tao gọi với đuổi theo mãi không được. Vậy sao? Thiếp mãi đi quá nên không để ý. Chàng đi theo thiếp đến đây thì tốt rồi. Nhưng nàng đi đâu vậy? Đây là chỗ nào? Đây là nhà thiếp. Nhà nàng sao? Sao trước đây ta chưa từng nghe thấy? Chẳng phải nó ở thôn Hạ sao? Đây đâu phải căn nhà mà ta từng biết. Đây là căn nhà mà cha mẹ thiếp mới mua và cũng mới chuyển đến cách đây vài ngày, nên chàng chưa biết cũng phải. Vậy hả? Sao tự nhiên nhà nàng lại chuyển đi đột ngột vậy? Cha mẹ thiếp thích thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Chàng vẫn không tin sao? Vào nhà đi, cha mẹ thiếp đang ở trong đó đó. Con gái về rồi đấy à? Vâng, con chào cha mẹ. Chồng con cũng về theo đây ạ. Con chào cha mẹ vợ. Thì ra đây đúng là nhà mới của cha mẹ. Bất ngờ quá. Đúng thế, chúng ta cũng mới chuyển đến đây thôi. Con sẽ đến thăm thật là đúng lúc. Dạ, cha mẹ. Giờ thì chàng đã tin thiếp chưa? Ta tin nàng mà. Chỉ có điều ta thấy hơi lạ thôi. Đêm nay là đêm tân hôn của ta với nàng. Sao tự nhiên nàng lại bỏ về nhà thế? Nói thật, thiếp chưa quen ở nhà chàng. Cảm thấy trống trải lạnh lẽo quá. Có lẽ vì thế mà sinh mỏi mệt, nên mới bỏ về nhà. Thiếp cố tình không nghe chàng gọi cũng là muốn chàng theo thiếp về đấy. Do mới về nhà chồng lúc nào chẳng có cảm giác đó. Chỉ vài ngày là quen thôi mà. Hãy theo ta về nhà đi, cha mẹ đang đợi chúng ta đó. Nhưng thiếp thấy mệt thật mà. Nếu chàng thương thiếp, yêu thiếp thì tạm thời ở lại nhà thiếp với thiếp. Ít hôm nữa chúng ta mới về, có được không? Thôi được rồi, nhưng ta chưa kịp báo gì với cha mẹ ở nhà. Hay để ta quay lại nói với họ? Không cần đâu. Trước khi đi, thiếp đã viết một bức thư cho cha mẹ chàng rồi. Chàng không cần lo đâu. Nhưng mà... Con rể, con gái ta lúc nhỏ quen được nuông chiều, chưa từng rời xa cha mẹ một khắc. Nay một sớm rời nhà nên trong lòng nhung nhớ. Dạo nó cùng chồng về đây, ta rất thỏa lòng. Hai đứa cứ ở đây vài hôm rồi ta sẽ sai người đưa về. Phải để con quay về báo lại với cha mẹ con một tiếng, kẻo họ lại mong mà. Không cần, để sáng mai ta sẽ qua nhà con nói chuyện với họ là được chứ gì. Nếu cha vợ đã nói thế thì con xin nghe ạ. Vậy là chàng đã đồng ý ở lại đây cùng thiếp rồi đúng không? Ai bảo nàng là vợ ta chứ. Nàng không chịu về thì ta đành phải ở lại thôi. Cảm ơn chàng. Từ hôm đó, Hiếu ở lại nhà Tú. Chàng rể được cha mẹ vợ vô cùng chiều chuộng, nhưng cứ lấy nhiều lý do giữ lại không cho về thăm nhà. Thấm thoát cũng đã một năm trôi qua. Đã gần một năm ta không trở về nhà rồi. Không biết sức khỏe cha mẹ thế nào. Cha mẹ vợ lại cứ một mực giữ lại không cho về. Thật là khó xử quá. Không ổn rồi chàng ơi. Có chuyện gì vậy? Sao trông nàng có vẻ hốt hoảng thế? Có chuyện lớn rồi, chàng mau rời khỏi đây đi. Rời khỏi đây? Là đi đâu? Còn đi đâu nữa? Mau quay về nhà của chàng đi. Thế còn nàng thì sao? Nàng có đi theo ta không? Mà rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra thế? Chuyện dài lắm, chỉ sợ nói ra thì không kịp. Chàng cứ rời khỏi đây trước đi. Thiếp còn phải lo cho cha mẹ. Sẽ gặp lại chàng sau. Nhưng mà... Chàng đi đi, đừng nói nữa. Ngọc Tú, nàng sao thế? Mau mở cửa cho ta. Nói cho ta biết xem có chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta là vợ chồng, có họa cùng chịu, có phước cùng hưởng chứ. Chàng mau đi đi, đừng nói nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nàng ấy bị sao thế? Sao tự nhiên lại đuổi mình đi vậy? Thật là khó hiểu. Cái gì thế này? Sao tất cả lại biến hết thành những ngôi mộ thế này? Còn Ngọc Tú, còn cha mẹ vợ của ta, mọi người đâu hết cả rồi? Sao chỉ trong phút chốc đã biến mất hết rồi? Lẽ nào mình đã gặp ma sao? Không. Cha, mẹ. Ôi trời, Hiếu, con đã về rồi sao? Thế hóa ra một năm nay con không về nhà là vì lý do đó sao? Con cũng không ngờ là bọn yêu ma đã biến thành Ngọc Tú và người nhà của cô ấy để lừa con. Đúng là thật không thể tin nổi. Cũng may là bọn chúng chưa làm hại gì con. Chắc có lẽ bọn chúng gặp chuyện gì bất ổn nên mới đột nhiên biến mất. Con mới có thể quay trở lại được. Mà Ngọc Tú thật đâu mẹ, cô ấy không ở đây sao? Hôm đó, mọi người đều nói con đột ngột bỏ chạy theo một cô gái khác. bỏ rơi Ngọc Tú ngay trong đêm tân hôn, khiến cả gia đình cô ấy vô cùng bất bình, nên đã lập tức đón về. Sao cơ? Mọi người đã nói thế ư? Lúc đó có phải còn đang uống rượu cùng một người rồi tự nhiên bỏ đi không? Vì con thấy Ngọc Tú đi theo lối nhà sau nên mới đuổi theo cô ấy mà. Con hiểu rồi, người mọi người nhìn thấy chính là yêu ma, còn Ngọc Tú thật vẫn ở trong nhà. Con ma đó đã biến thành Ngọc Tú để dụ con đi theo. Hèn gì mọi người hiểu lầm. Con phải đi tìm cô ấy giải thích mới được. Muộn rồi, con đừng đi nữa. Ý mẹ là sao hả? Gia đình họ tưởng con bội bạc nên đã hủy hôn. Ngọc Tú cũng rất đau khổ. Họ đã gả cô ấy cho người khác rồi. Cái gì? Gả cho người khác ư? Không, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Con cũng chỉ là nạn nhân, là người bị hại thôi mà. Biết sao được, ván đã đóng thuyền. Con Tú giờ đã là vợ của người ta, con cũng đâu thể làm gì khác. Không, cho dù thế nào con cũng phải đến nhà tìm cô ấy một lần, nói rõ cho cô ấy mọi chuyện. Không thể để cô ấy nghĩ vì con xấu xa như thế được. Cuối cùng cậu cũng trở về rồi à? Tôi tưởng cậu đi theo con hồ ly nào rồi mà. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi ạ à? Không như bác nghĩ đâu. Xin bác hãy cho cháu gặp Ngọc Tú, cháu sẽ giải thích cho cô ấy. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ rành rành. Cậu còn giải thích cái gì? Phụ bạc con gái tôi ngay đêm tân hôn mà còn dám vác mặt về đây đòi gặp nó ư? Cậu không xứng. Cháu xin bác, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Bác hãy cho cháu gặp Ngọc Tú đi. Cút ngay, đừng bao giờ đến tìm con gái tôi nữa. Nó cũng đã gả cho người khác rồi. Cậu còn dám đứng ở đây, tôi sẽ cho người đánh chết cậu đấy. Cút. Cháu xin bác, cho cháu gặp Tú đi mà. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mình đã mất tất cả rồi. Tất cả là tại con ma nữ đó. Nó đã biến thành Ngọc Tú để lừa mình, khiến mình thê thảm như thế này. Ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Ngươi đã phá nát cuộc đời ta, khiến ta mất đi người mà ta yêu nhất. Ta sẽ phá nát chỗ chôn thay các ngươi. Tại sao lại đối xử với ta như thế? Ai? Là ai đang nói đó? Ngươi là yêu ma phương nào? Lê Hiếu. Ta với chàng từng kết làm phu phụ, âu yếm bên nhau suốt 1 năm trời. Vậy mà chàng đỡ phá nhà của ta sao? Kết làm phu phụ? Phá nhà sao? Chính là ngôi mộ mà chàng vừa phá chiều nay đó. Chàng quên rồi sao? À, thì ra là ngươi. Ngươi chính là con ma nữ đã biến thành Ngọc Tú để dụ dỗ ta. Ngươi đã phá hoại cuộc đời ta. Ta phá nhà ngươi là đáng rồi. Ngươi còn tư cách đến đây tìm ta chất vấn sao? Xin lỗi chàng, ta thật lòng không muốn làm hại chàng đâu. Ngươi còn khóc lóc cái gì? Ta hận là không thể giết ngươi thêm lần nữa. Chàng thật sự không nhớ ta là ai sao? Chàng hãy nhìn kỹ đi, xem ta là ai. Anh Hiếu, anh đang quét sân à? Có cần em phụ không? Thu Hà đấy hả? Cô rảnh rỗi vậy sao? Không phải người nào em cũng phụ giúp đâu nhé. Vậy tôi vinh dự quá rồi, nhưng không dám phiền cô đâu. Cô là Thu Hà, cô gái hàng xóm bên cạnh nhà tôi đã chết cách đây 2 năm đấy à? Phải, chính là ta đây. Sao cô lại? Vì ta yêu chàng từ rất lâu rồi. Cô yêu ta sao? Nói đúng hơn là ta yêu thầm chàng, đơn phương một mình ta thôi. Ngày đó, khi còn sống, ta đã rất muốn thổ lộ cùng chàng, nhưng khi biết trong lòng chàng đã có Ngọc Tú, ta đã chôn chặt mối tình đó trong lòng. Ta tưởng rằng sau khi ta chết, ta sẽ quên được chàng, nhưng không, ta vẫn không thể quên được. Ngày đó biết chàng sắp thành hôn với Ngọc Tú, lòng ta đau như cắt. Ta không muốn chuyện đó xảy ra, nên mới làm phép khiến Ngọc Tú bị mệt, phải vào trong nghỉ. Nàng sao thế? Thiếp không sao, tự nhiên thấy hơi choáng một chút thôi. Để ta đưa nàng vào trong phòng nghỉ nha. Chắc cả ngày bận rộn nên mệt đó. Sau đó, ta đã biến thành cô ấy để dụ chàng đến nhà ta, biến ngôi mộ thành căn nhà, những con ma chơi thành cha mẹ của Ngọc Tú để chàng tin tưởng và ở lại. Tưởng rằng sẽ được cùng chàng bên nhau mãi mãi. Ai ngờ, Diêm Vương biết chuyện ta trốn khỏi địa phủ nên sai người bắt ta về. Có phải chính là hôm cô đột nhiên bảo ta đi khỏi đó không? Chính là hôm ấy. Lê Hiếu, ta xin lỗi chàng. Chỉ vì ta quá si tình nên mới gây ra chuyện đó. Diêm Vương cũng đã phạt ta giam xuống 18 tầng địa phủ rồi. Khó khăn lắm ta mới xin ngài cho lên dương gian để gặp chàng nói lời xin lỗi. Ta hiểu rồi. Ta không trách cô nữa, cũng chẳng thay đổi được gì. Có lẽ kiếp trước ta đã tạo nghiệp nên kiếp này phải gánh chịu thôi. Bỏ đi, dù sao cô cũng đã chịu phạt rồi. Chàng chịu tha thứ cho ta rồi, ta cảm thấy thanh thản lắm. Ta ở dưới địa phủ sẽ cầu phúc cho chàng. Thu Hà, ta đã sửa sang lại ngôi mộ cho cô rồi. Mong rằng cô sẽ sớm thoát khỏi sự trừng phạt của Diêm Vương để có thể siêu sinh và đầu thai sang kiếp khác. Lê Hiếu, chàng ơi! Tú, sao nàng lại? Thiếp đã biết hết mọi chuyện rồi. Nàng đã biết hết rồi sao? Phải, đêm qua Thu Hà đã hiện hồn về, nói cho thiếp tất cả mọi chuyện. Thiếp biết mình đã hiểu lầm chàng. Tốt quá rồi, nàng đã hiểu ra mọi chuyện. Ta cũng thấy yên lòng rồi. Mấy ngày qua ta vẫn luôn muốn tìm gặp nàng để giải thích mà không được. Giờ thì tốt rồi. Những lần chàng đến tìm thiếp, thiếp đều biết hết, nhưng vì giận chàng nên mới không ra đó. Nàng đã hết giận ta rồi sao? Chàng cũng chỉ là người bị hại, sao thiếp có thể giận chàng được nữa. Cảm ơn nàng. Nghe nói nàng đã lập gia đình, người mới đó có tốt với nàng không? Người mới ư? Làm gì có người nào chứ. Ý nàng là sao? Nghĩa là thiếp vẫn chưa có ai cả, vẫn một lòng với chàng mà thôi. Sao lại thế? Cha nàng và mọi người đều bảo nàng đã gả cho người khác rồi mà. Đó là vì cha thiếp giận chàng và gia đình chàng nên mới nói thế. Mà đúng là cha cũng có ý định gả thiếp cho người khác, nhưng thiếp vẫn chưa quên được chàng nên mới không chịu. Giờ thì mọi chuyện hiểu lầm đã được hóa giải rồi. Chàng có muốn cùng thiếp tiếp tục mối lương duyên này không? Muốn chứ, đương nhiên là muốn rồi. Ta có nằm mơ không? Ta lại được về bên nàng sao? Lần này nhất định thiếp sẽ không rời xa chàng nửa bước, không để người khác lợi dụng chia rẽ chúng ta. Cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng đã cho ta thêm cơ hội. Ta nhất định sẽ không phụ lòng nàng. Quả hồng khô và con hổ. Đôi qua đi khắp rừng mà chẳng có con quẳng con thỏ nào. Bụng mình đã đép kẹp mấy ngày hôm nay, thật là khốn khổ mà. Đường đường là một chúa sơn lâm lẫy lừng, giờ nhìn ta có thảm hại không? Tất cả đứng cho cẩn thận. Rớt xuống kia, vừa gãy chân gãy tay thì cũng bị hàm răng nanh của con hổ đó xé xác đấy. Trông nó có vẻ đang đói lắm. Lạnh run người lên rồi. Rừng đang vào mùa đông, đến hạt lép chúng ta cũng chẳng còn mà ăn, lấy gì làm mồi cho hổ? Bảo sao nó chẳng đói. Mà thấy bảo dưới làng của con người tích nhiều lúa gạo thơm lắm. Hay chúng ta bay xuống đó mà kiếm chắc? Phải đấy. Cũng lâu rồi tôi không lại gần ngôi làng đó. Con người hay tích trữ lương thực vào mùa đông, thế nào mà chẳng có cái để chúng ta nhét vào bụng. Lũ chim ranh đó đang nói gì ấy nhỉ? À, làng con người à. Mình chưa bao giờ dám xuống đó kể từ cái ngày bé Tí Teo. Mẹ mình dẫn mình xuống đó, nhưng mình chẳng có ấn tượng gì ngoài việc... Lâu lắm rồi mình không quay lại ngôi làng ấy, kể từ ngày bị con người dọa dẫm. Nhưng mình đói quá rồi, phải đi thôi. Dù gì mình cũng là một con hổ oai danh lẫm liệt khắp khu rừng này, việc quái gì phải sợ chứ. Ta là vua của rừng già, ta là hổ oai phong. Những con bò béo ngậy đang đợi ta, những con gà béo mầm đang gọi ta. Ngon nghẹ quá, được tợp một miếng ngập răng vào bắp đùi to béo kia. Ôi chao là sung sướng, thèm nhỏ cả dãi. Ôi trời ơi, tiếng trẻ con khóc. Xưa kia mình từng nghe thấy loại âm thanh này, đinh tai nhức óc khủng khiếp, thật không thể chịu nổi. Ngoan nào, có con hổ đang đứng ngoài cửa đấy. Một con hổ răng nanh nhọn hoắt. Đây, cháu thấy chưa? Thấy con hổ ở bên ngoài chưa? Quái lạ, không thể nào. Sao người ta biết mình tới nhỉ? Lúc xuống làng mình đã chọn ban đêm tối mù mịt, đi rón rén từng bước một rồi kia mà. Thế nào bà lại biết mình đang có mặt ở đây? Thật không bình thường tí nào. Lẽ nào họ cho người theo dõi mình? Thôi nín đi nào cháu ngoan, cháu yêu của bà. Nín khóc đi nào, bà yêu. Khóc nữa là hổ đến bắt đi đây. Nó đang ở ngoài cửa kia kìa. Ôi cháu ơi, cháu tôi không sợ hổ à. Càng nói càng khóc thôi. Kỳ lạ vậy, có vẻ đứa bé nó không có sợ mình lắm mà. Một đứa trẻ con đã vậy, lẽ nào ai ai ở cái làng này cũng không có sợ hổ. Chả buồn cho lũ dã nháp trên núi, nhìn thấy ta là sợ mất mật. Thôi nào, có quả hồng khô đây rồi, bà cho cháu quả hồng khô nha. Ôi chao, quả hồng khô đây. Đứa nào khóc nhè là quả hồng khô bắt đi nha. Hả? Vậy tức là có đứa tên quả hồng khô còn đáng sợ hơn cả mình hả? Hẳn phải là thứ gì đó rất dữ dằn ghê gớm mà khiến đứa bé nó nín thinh như vậy. Không xong đâu. Hồng khô, quả hồng khô này. Quả hồng khô. Quả hồng khô là cái gã nào vậy? Lâu lắm rồi ta mới xuống làng mà cuối cùng đã gặp một tên là quả hồng khô. Thật đen đủi. Mau chạy thôi. Hy vọng ta trốn ở đây, quả hồng khô sẽ không nhìn thấy ta. Khi không lại đi xuống núi để rồi gặp phải một tên ác quỷ. May mà tối trời, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ta nữa. Ồ, kìa có phải con bê non ta đang nhắm đó không? Rình từ chiều đến giờ mới có cơ hội. Trời giúp ta rồi. Ta nhất định sẽ tóm được con bê này, cho bỏ công núp ở đây tê bì hết tay chân. Cái gì vậy? Lẽ nào là quả hồng khô? Xuống đi, xuống khỏi lưng ta mau. Ta đâu có động gì đến mi. Xin hãy tha cho ta, xin hãy tha cho ta. Không xuống thì ta sẽ hất mi xuống. Quả hồng khô chết tiệt. Ơ kìa, sao mình cứ thấy lạ lạ? Bê sao lại chạy nhanh thế nhỉ? Quái lạ, lớp lông này là sao đây? Đây không phải là con bê. Trời ơi, nó là một con hổ. Mình đang ngồi trên lưng một con hổ. Tôi mạng rồi. Cá chuột bò tối thui, sao mắt mình lại kèm nhèm đến mức nhìn nhầm hổ thành bê vậy? Quả hồng khô, xuống khỏi lưng ta mau. Quả hồng khô, mày có xuống không thì bảo. Nó nói cái gì vậy? Cha mẹ ơi, trời đất ơi, thánh thần ơi, xin cứu giúp cái mạng con với. Con thề con hứa, con đảm bảo sẽ không bao giờ đi ăn trộm nữa đâu. May quá, quả hồng khô không còn nữa rồi. Suýt nữa ta đã mất mạng vì nó. À, hổ tới, hổ tới. Các ngươi đừng có mà dạy mà xuống ngôi làng đó nữa. Dưới đó có quả hồng khô, ghê gớm dữ tợn lắm, có biết không hả? Hắn ta đang nói nhảm cái gì vậy? Quả hồng khô là cái gì mà sao hắn sợ vậy? Ôi, cái lão hổ này điên thật rồi. Các người không tin ta sao? Ta đã cảnh báo rồi đó. Nếu xuống dưới mà bị quả hồng khô ăn thịt thì đừng có trách là ta không nói trước nha. Cháu ơi, cháu tôi ngoan quá, thích quả hồng khô này quá đi. Vì ngu ngốc, đến con hổ oai phong cũng sợ một quả hồng khô. Bởi người ta thường sợ hãi những điều mà mình chưa biết. Từ đó về sau, con hổ dù có đói bụng mấy cũng không dám xuống ngôi làng nữa. Đồng hồ cát bị hỏng. Cuộc tấn công Ba Lan năm 1939. Nếu tôi không qua khỏi, cậu hãy... Không, cậu không được nói gì hết. Tôi sẽ không làm gì thay cậu đâu. Cậu phải sống để thực hiện điều đó chứ. Tôi e rằng... Cậu cố lên, chúng ta sắp về đến căn cứ rồi. Cậu nhất định sẽ được cứu sống. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau, huy chiến đấu, đánh thắng kẻ thù. Đây là ca bị thương thứ 342 trong ngày tại khu A. Chiến tranh thật sự quá khắc nghiệt. Miner, anh đang làm gì? Sao vẻ mặt thơ thẩn thế? Không có gì, tôi đang nhẩm lại số ca bị thương từ sáng đến giờ. Ôi, anh nhớ ghi chép cho cẩn thận đấy. Đừng tự tin thái quá vào trí nhớ của mình. Đôi khi mình cứ ngỡ là sẽ nhớ, nhưng sẽ có sai sót đấy. Mà sai sót ở đây lại là mạng người, thì không lường được hậu quả đâu. Dân Chỉ quy bảo anh sang khu điều trị C, thống kê và cập nhật lại số lượng binh lính tử vong. Anh phải thật sự tỉ mỉ. Anh vẫn nhớ về việc mà anh lên trước đây đã làm chứ? Dân, tôi nhớ việc đó. Anh ta đã thống kê thiếu tên 2 binh sĩ trong danh sách báo tử, dẫn đến việc gia đình họ phải chờ đợi đến tuyệt vọng. Alan anh ấy đã rất đau khổ và luôn tự trách mình cho đến tận ngày anh ấy ra đi. Nỗi đau và sự dằn vặt lỗi sai đó mang lại sẽ không dễ để xóa nhòa. Công việc của anh rất quan trọng, Miner à. Cố gắng nhé. Vâng, tôi đã rõ. Tôi sẽ xử lý thật cẩn thận. Anh yên tâm, tôi sẽ làm hết sức mình, không để có bất kỳ sai sót nào đâu. Tốt lắm, tôi tin tưởng anh. Anh vốn cẩn thận nên công việc này giao cho anh là đúng đắn nhất. Em nhớ và yêu anh nhiều lắm. Đêm nào em cũng nằm mơ thấy ngày mình gặp nhau. Miner đang đọc gì mà vui thế? Cho bọn này đọc cùng với. À, tôi đang đọc thư ấy mà. Nhắc anh rồi nha, có tận 2 lá thư cỡ đấy. Ừ, một lá của gia đình, còn một lá của... Của ai vậy ta? À, thì của người tôi rất yêu. Ôi ôi ôi, tôi rất yêu luôn kia kìa. Chào ôi, thật là ngưỡng mộ và ganh tị quá đi mất. Nhìn mặt anh ta xem, đỏ ửng lên như thiếu nữ kia kìa. Đừng chọc tôi nữa nào. Đây là niềm vui nho nhỏ của tôi đấy. Mỗi lần đọc thư của người thân gửi lên, trông tôi như có thêm sức mạnh để bước tiếp. Đúng đấy, thời điểm này tinh thần là quan trọng nhất. Cố lên nào, ngày trở về không còn xa. Bọn chúng lại bắt đầu tấn công. Chạy, chạy vào hầm tránh bom, nhanh lên. Thưa ngài, đây là bản thống kê số lượng binh lính bị thương và tử vong trong tuần này. Trung bình mỗi ngày có hơn 500 người chết và hơn 2.000 người bị thương. Anh có sao không? Trong sắc mặt của anh không được tốt lắm. Tôi không sao ạ. Anh có thật sự ổn chứ? Cảm ơn ngài đã quan tâm. Chẳng qua tôi cảm thấy hơi đau vùng bụng dưới rốn và hai bên mạn xương. Ôi, anh bị thế này lâu chưa? Tôi cũng chỉ mới bị gần đây thôi. Có phải là khi căng thẳng thì bụng anh càng đau nhiều hơn không? Hình như là thế thưa ngài. Nếu thế có thể anh mắc phải chứng đại tràng co thắt đấy. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Dự kiến số lượng này sẽ có tăng trong những ngày tới. Tôi sẽ phân công thêm người hỗ trợ anh. Có thêm người, công việc sẽ được xử lý nhanh chóng hơn. Nhưng tôi sẽ tranh thủ từng phút giây không để lặp lại bất kỳ sai sót không đáng có nào. Một thời gian sau. Hôm nay số lượng chiến sĩ tử vong đã tăng thêm 300-400 người so với tuần trước. Những ngày qua mình có sai sót ở đâu không nhỉ? Họ và tên ngày tháng năm sinh và nhập ngũ. Mình phải kiểm tra thật cẩn thận tỉ mỉ từng con số một. Anh ăn ít bánh đi Miner. Bánh vừa mới làm nóng và thơm lắm. Tôi thấy dạo này anh xuống ký trông xanh xao hẳn ra. Cảm ơn anh. Anh để đó, lát tôi xong việc sẽ ăn ngay. Ừ, anh có cần tôi giúp gì thì cứ nói nhé. Trông anh thế này tôi không yên tâm. Hay là anh xin chỉ huy nghỉ ngơi ít hơn. Tôi thấy lo cho anh quá. Anh sẽ gục ngã trước khi chiến tranh kết thúc mất. Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Agus à, cậu không thấy tôi phải tranh thủ tối đa thời gian trong ngày để hoàn thành mọi việc suôn sẻ sao? Tôi biết anh muốn hoàn thành mọi thứ một cách nhanh chóng nhất, nhưng cũng đừng cố gắng quá sức. Dù sao còn sức khỏe là còn tất cả. Thôi không phiền anh nữa, tôi ra ngoài đây. Ôi, bụng của mình sao thế này? Đau quá đi mất. Hình như cơn đau ngày một trầm trọng hơn thì phải. Trời ạ, điều Arcus nói là đúng sao? Liệu mình có trụ nổi đến ngày kết thúc cuộc chiến tranh này hay không? Hay là... Miner, anh làm sao vậy? Miner! Bệnh của tôi nặng lắm phải không bác sĩ? Tôi còn sống được bao lâu? Mong bác sĩ hãy nói thật với tôi. Không cần phải che giấu để an ủi tôi đâu ạ. Tôi đã chuẩn bị tâm lý mấy hôm nay rồi. Cậu bình tĩnh nào. Cậu chỉ bị đau lực thôi Miner ạ. Thật sao? Tôi đã đau rất nhiều kia mà. Vấn đề chính là nằm ở tâm lý mà thôi. Cậu chờ tôi một lát. Đồng hồ cát này là ý gì vậy thưa bác sĩ? Giờ anh hãy tưởng tượng cuộc sống của mình giống như một cái đồng hồ cát. Phần trên của đồng hồ chứa hàng ngàn, hàng vạn hạt cát nhỏ bé. Cát chảy xuống từ từ, chậm chạp. Trừ khi bị hỏng, còn không cả anh và tôi đều không có cách nào làm cho cát trôi xuống hết cùng một lúc. Con người cũng vậy. Mỗi chúng ta giống như chiếc đồng hồ cát. Hàng ngày có núi công việc chờ ta làm. Nhưng chúng ta cần từ từ từng việc một. Nếu không, tinh thần làm sao chịu nổi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao lời nói của bác sĩ đã gợi mở cho tôi nhiều điều. Cách để giải quyết mọi việc ổn thỏa là giải quyết từng việc một, một cách bình tĩnh nhất. Miner à, cậu đã sẵn sàng để quay trở lại công việc chứ? Chắc chắn rồi, thưa bác sĩ. Tôi đã biết cách sắp xếp công việc của mình. Cảm ơn bác sĩ. Con người chỉ có một đôi tay nên không thể trong một lúc giải quyết được hết thảy vấn đề. Vậy thì việc gì phải mệt mỏi, buồn phiền vì điều đó. Nên thử làm từng việc một, dốc hết sức làm tốt việc trước mắt. Cây xương rồng. Xem kìa Hilda, khu vườn của em thật là xanh tốt. Nhiều loại cây quá. Cây nào cũng tràn đầy sức sống. Nhìn em bên luống hoa rạng rỡ làm sao. Đây là khu vườn mà mẹ em để lại sau khi mất. Hàng ngày mỗi lúc ở đây, em như đang được nói chuyện với mẹ. Em nhớ bà biết bao. Ngày xưa chắc mẹ em cũng yêu cây lắm. Bà xem cây cỏ như những đứa con đặc biệt của mình. Em đã thừa hưởng niềm yêu thích đối với thiên nhiên cây cối từ mẹ em đấy. Trước khi mất, mẹ em gắng gượng cơn đau để dặn em làm giúp mẹ hai việc. Thứ nhất là chăm sóc vườn cây này hộ mẹ. Và thứ hai là thay mẹ đến một nơi. Đến một nơi ư? Là đâu thế? Anh thử đoán xem nào. Anh không biết. Em nói đi Hilda. Xưa mẹ em vẫn muốn quay trở lại để thăm Tây Ban Nha một lần. Mẹ em vốn là gốc Tây Ban Nha. Mẹ đã trải qua cả tuổi thơ ở đó, nên rất mong muốn được về thăm nơi mình sinh ra. Chỉ tiếc là một căn bệnh quái ác đã giữ mẹ trên giường và khiến cho ước mơ của mẹ dang dở. Thật tội nghiệp bà. Nhất định anh sẽ giúp em thực hiện ước mơ đó nhé Hilda. Em sẽ không phải đi sang Tây Ban Nha một mình đâu, vì đã có anh. Rồi sắp tới anh sẽ tranh thủ học thêm tiếng Tây Ban Nha để trở thành hướng dẫn viên cho em nhé. Anh nói thật chứ anh Andre? Tất nhiên rồi. Chiều đi làm về anh lập tức đi mua sách để học luôn. Cảm ơn anh Andre. Anh làm em xúc động quá. Xem kìa, cô Hilda thì xinh tươi như là bông hồng rực rỡ, còn cái cậu Andre thì thô kệch xấu xí như là một cây xương rồng vậy, như một đôi đũa lệch. Tôi chả thấy cân xứng tẹo nào. Thế mà họ cũng yêu nhau và gắn bó được với nhau, kể cũng lạ lùng đấy. May quá, tìm được rồi. Andrew. Ô, Peter, cậu cũng vào hiệu sách để mua đấy à? Hôm nay mặt trời có mọc ở đằng Tây không vậy? Cái cậu thợ mộc thô kệch này lại tìm sách đọc thay vì ngồi đục đẽo. Thật là lạ quá. Thế thì sao chứ? Từ đâu mà cậu có cái suy nghĩ việc đọc sách không dành cho thợ mộc thế hả? À, tôi biết rồi. Chắc là gắn học để theo kịp Hilda đây mà. Một trời một vực, con đom đóm có mà nỗ lực thế nào cũng không sánh được với vì sao tinh tú đâu, đồ ngốc ạ. Thế thì sao chứ? Cô ấy yêu tôi và tôi yêu cô ấy, có liên quan gì đến các người đâu. Ừ, thì không liên quan. Nhưng mà cậu không thấy như thế quá thiệt thòi cho Hilda hay sao hả? Tránh ra cho tôi đi. Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu hả? Hilda thì xinh đẹp, thông minh, còn cậu thì vừa nghèo, bất tài, lại còn thô kệch. Cậu đừng có cố gắng để trở nên hợp với cô ấy. Vô ích, vì điều đó là không công bằng cho Hilda. Cậu nói gì? Cậu nói lại cho tôi nghe xem nào. Cái đó tôi tưởng cậu tự biết chứ. Ở cái làng này chỉ có tôi mới xứng đáng với cô ấy. Cậu hiểu không hả? Đồ khốn! Đứng lại cho ta! Mau lên! Hilda, ai cũng nói anh chẳng xứng đáng với em. Em thì xinh đẹp nhất làng, còn anh chỉ là một tên thợ mộc thô kệch. Anh nghe gì những lời đó chứ? Hilda, em nói phải. Nhưng có điều này thì anh muốn nói từ lâu lắm rồi. Hilda, anh muốn nói là anh rất muốn. Có gì mà anh lúng túng mãi không nên lời thế? Hilda, em đồng ý lấy anh nhé. Em... Hilda, con ở đâu thế? Hilda ơi! Andre, không biết bố em gọi gì. Em về đã nhé. Em sẽ gửi câu trả lời cho anh. Ừ, tạm biệt em. Andre, anh ấy đã cầu hôn mình. Mình phải có một cách trả lời thật đặc biệt mới được. À, mình nghĩ ra rồi. Câu trả lời là một cái cây ư? Tại sao trong khu vườn Hilda có biết bao nhiêu loại cây đẹp, rực rỡ, mà cô ấy lại gửi đến cho mình một cây xương rồng xù xì đầy gai góc như thế này, và nói đó là câu trả lời của cô ấy nhỉ? Lẽ nào? Nhất định mình phải đến hỏi cô ấy cho ra lẽ mới được. Hilda này, theo như anh biết thì loài này tên là hồng Catalina. Nó có xuất phát từ xứ New Zealand. Nếu em chăm sóc tốt, giống cây này có thể phát triển cao hơn nữa đó. Ồ, Peter, anh làm em bất ngờ quá. Đúng là như vậy đấy. Thì tất nhiên, những ngày du học ở New Zealand đã cho anh biết thêm nhiều kiến thức về cây cối. Em biết đấy, Những người dân New Zealand rất yêu cái đẹp, hoa và cây cảnh ngập tràn đường phố cũng như trong nhà của họ. Ồ, thật thú vị. Những điều đẹp đẽ nên được nâng niu và trân trọng, Hilda à. Trời ạ, không thể ngờ được Hilda cô ấy lại là người như vậy. Ta không muốn nhìn thấy Mi, đồ xấu xí, thô kệch và đầy gai góc này. Cô ta gửi cây xương rồng đến cho mình, khác nào thừa nhận những lời dị nghị của mọi người. Họ luôn bảo mình chính là cái cây này, không xứng đáng với cô ta. Cô ấy thì xinh đẹp, thông minh, còn cậu thì vừa nghèo, bất tài lại còn thô kệch. Cậu thử nhìn lại mình xem. Andre, có chuyện gì mà anh không nói cho em chứ? Tại sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy chứ, Andre? Hilda, con lại vừa từ nhà Andrew về sao? Con đang ốm mệt như thế mà vẫn gắn đến nhà cậu ta sao? Vâng bố, con vừa từ đó về. Mấy lần trước cậu ta có chịu gặp con đâu. Con đã 5 lần 7 lượt tìm đến đó. Hilda, dù gì con cũng là cô gái xinh đẹp và tốt nết. Con phải giữ lòng kiêu hãnh của mình chứ. Con không thể nào hiểu nổi đang có chuyện gì xảy ra với con và với cả anh ấy nữa. Con muốn gặp anh ấy một lần mà không được. Cậu ta cố tình tránh mặt con nhiều lần như vậy. Bố nghĩ chắc là cậu ta có người khác rồi con ạ. Thôi con hãy quên cậu ta đi. Sao lại thế chứ Andre? Andre à, tươi tỉnh lên con. Đã tới giờ sang nhà Laura, ra mắt hai bên nhà ông bà đó rồi. Mẹ không muốn để họ phải chờ đâu. Vâng mẹ, chúng ta sửa soạn lên đường thôi. Đúng là Thượng Đế rất công bằng Andre ạ. Mẹ nghe bà hàng xóm nói, mấy hôm trước đi qua làng bên xem cây, thấy bố Hilda nói con bé ấy đang ốm lắm, cả ngày nằm ly bì trên giường, chắc là mắc phải trọng bệnh cũng nên. Mẹ nói sao? Hilda, cô ấy không khỏe sao? Mẹ tưởng con tuyệt tình với nó rồi, hà cớ gì con phải hốt hoảng như vậy chứ? Không được rồi, con phải đến xem tình hình cô ấy thế nào. Andre, thế sao được chứ? Còn cuộc gặp với Laura thì sao đây hả con? Kìa, Andre! Hilda, em khỏe chứ? Andre, cảm ơn anh. Em cũng khỏe hơn rồi. Vườn cây khiến em phải gắng dậy. Chúng cần em chăm sóc. Em không thể ốm mãi rồi bỏ rơi chúng thêm lần nào nữa. Vậy sao? Em khỏe là tốt rồi. Anh đi đây. Andre, anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại lạnh lùng với em như vậy không? Chẳng phải em đã có Peter rồi sao? Một kẻ xấu xí thô kệch, chỉ như cây xương rồng có gai như anh, làm sao xứng với đóa hồng thuần khiết như em. Tại sao anh lại nói như vậy? Anh hiểu lầm rồi. Anh có thấy không, sau những ngày em ốm mệt, trong khu vườn này những cây xương rồng vươn lên đẹp nhất. Xương rồng luôn có sức sống bền bỉ và kiên cường hơn bất cứ loại cây nào. Khi người chăm sóc đủ yêu thương và sự vun vén, sẽ tận mắt thấy được ngày cây nở hoa, một nét đẹp lâu dài theo thời gian, vì nó đến từ tình yêu chân thành, mãnh liệt. Nó cũng như anh, chẳng thể sánh với Peter. Andre, anh có biết trong tiếng Tây Ban Nha, cây xương rồng có nghĩa là hãy đến và mang em đi. Đó chính là lời nhắn nhủ em mượn xương rồng để gửi đến anh. Hilda, Hilda, em nói sao? Anh... Trời ơi, hãy đến và mang em đi ư? Hilda, Hilda, anh thật ngốc nghếch nên mới hiểu nhầm em. Chỉ một chút nữa là anh để tuột mất em rồi. Hilda, hãy tha thứ cho anh rất yêu em. Trong cuộc sống, gặp chuyện gì cũng nên bình tĩnh suy xét, chớ nóng giận hồ đồ để rồi phải ân hận về sau. Sự tích hoa tam giác mạch. Ngày xưa, trên thiên đình lộng lẫy có nàng tiên gạo vô cùng xinh đẹp. Vì thế tiên gạo được Ngọc Hoàng đặc biệt thương yêu. Mặc dù được yêu quý nhưng tiên gạo lại rất ham chơi, nên không ít lần khiến cho Ngọc Hoàng phải phiền lòng. Tiên gạo ơi! Tiên gạo ơi, Ngọc Hoàng cho gọi nàng ạ. Xin nàng mau trở về. Việc gì phải vội, người cứ về trước đi rồi ta về. Ngọc Hoàng trước giờ rất thương ta mà, ta có về trễ một chút cũng chẳng sao. Nhưng Ngọc Hoàng lệnh cho thần phải đưa tiên gạo về ngay. Nàng không trở về thì thần cũng không thể. Ngươi thật là khó bảo. Nhìn cái bản mặt của nhà ngươi thật là mất vui à. Thôi nào, về thì về. Thần tiên gạo xin kính chào Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng cho gọi thần ạ. Bấy lâu nay với Trần Giang con trông coi thế nào? Dạ thưa Ngọc Hoàng. Vẫn cái thói chểnh mãn đi mà. Ta tin tưởng để cho con trông coi về lương thực, lúa gạo dưới trần. Con mà chểnh mãn là người dân sẽ bị đói. Ấy thế mà nó đến bao nhiêu lần con cũng không chịu thay đổi. Thưa Ngọc Hoàng, người lúc nào cũng nghiêm khắc trách phạt con thế. Thóc gạo dưới trần lúc đủ, lúc thừa, lúc thiếu một chút thì con người cũng đâu có sao ạ. Nếu mà cứ đủ đầy suốt năm thì người dân sẽ không cần cố gắng nữa rồi. Còn lại cứng đầu à. Vừa nãy thần mùa hạ đã trở về thiên đình, có báo cáo Trần Giang đang mất mùa đói kém cả tháng qua đấy. Bản thân là tiên gạo, con có biết trọng trách của mình hay không, hay chỉ suốt ngày ham chơi? Dạ con... Việc cứu Trần Giang bây giờ mới là quan trọng. Ta chăm trước cho con lần này là lần cuối. Đây là hạt giống lương thực mới. Loại này sẽ sống tốt hơn các loại lúa, ngô, gạo ở Trần Giang bây giờ. Còn hãy mang hạt giống xuống Trần Giang và trông coi cho đến khi hạt nảy mầm và người dân có vụ mùa đầu tiên. Hãy coi như lần này lập công chuộc tội đi. Dạ vâng thưa Ngọc Hoàng. Đừng có làm ta thất vọng nữa đấy. Sai ta trông coi hạt giống nở đến khi thu hoạch thì biết đến bao giờ. Ngọc Hoàng đúng là muốn hắt mũi ta đây mà. Tất cả là tại nữ thần mùa hạ hết á. Chắc chắn là ghen tị với sắc đẹp của ta nên mới muốn nói xấu để Ngọc Hoàng đày ta đi đây mà. Xuống Trần Giang chán chết đi được. Ta chẳng muốn đi tí nào cả. Cha, chị mặc bộ váy đỏ này trông xinh quá à. Cô thì quàng thêm cái khăn von này trông rất tuyệt đó. Phải nhanh chân đến bữa tiệc của nam thần gió bớt thôi. Đó là vị thần còn độc thân quyến rũ nhất thiên đình nữa đó. Nhanh lên, nhanh lên. Hả? Là bữa tiệc của nam thần gió bớt sao? Sao ta không biết ta? Nè, hai cô à, nam thần gió bớt sao bỗng dưng tổ chức tiệc gì thế? Sao tôi không nghe nói gì cả? Năm nào sau khi lên phương Bắc trở về, nam thần chẳng tổ chức tiệc. Đã thành thông lệ rồi, ở thiên đình ai chả biết nên đâu cần phải thông báo gì đâu. Mà sao cô lại không biết về bữa tiệc này được vậy? À, đúng rồi, đây là bữa tiệc đáng mong đợi nhất trong năm. Đúng là sao mình lại có thể không nhớ ra được chứ. À thôi, chúng tôi đi trước đây. Đầu óc mình chán thật. Một bữa tiệc quan trọng như vậy mà mình lại còn quên. May quá, còn chưa muộn. Nhưng mà nhiệm vụ của Ngọc Hoàng giao cho ta mà không hoàn thành thì sẽ bị quở trách. Nhưng mà chắc không sao đâu. Ngọc Hoàng chẳng bao giờ nổi giận trách phạt ta cả. Đúng rồi, chỉ cần hạt giống này được gieo xuống Trần Giang là được chứ gì. Đổ hết xuống khe núi này là được. Giờ thì về đi tiệc ngay thôi nào. Trời ơi, xem kìa. Wow. Ủa, có chuyện gì thế? Wow, cô ấy xinh quá đi. Ôi, chẳng còn gì để ăn nữa. Sao lại khốn khổ thế này? Biết kiếm gì về cho những đứa con đói khát ở nhà ăn bây giờ? Sao hoa màu ở trần gian đều cạn kiệt thế này chứ? Thời tiết thì càng ngày càng khắc nghiệt. Trước mắt thì mình cho họ cơn mưa cho mát mẻ đã, rồi xem có mầm cây nào lên được không. Sau đó phải nhanh về báo cáo Ngọc Hoàng mới được. Hãy bẩm báo với Ngọc Hoàng, ta là Thần Mây, có chuyện cấp báo. Vâng, xin đợi một lát. Thần Mây, người muốn bẩm báo chuyện gì? Muôn tâu Ngọc Hoàng, thần vừa ở hạ giới trở về. Tình hình ở dưới trần gian quả là cấp bách lắm rồi ạ. Dân tình không có lương thực, đói kém khắp nơi. Hả? Sao lại có chuyện đó được chứ? Ta mới giao cho tiên gạo hạt giống lương thực mới cơ mà. Vậy không hiểu tiên gạo mang hạt giống đã đi đến đâu? Chứ trần gian vẫn đang chịu cảnh đói khổ. Và trong chuyến tuần tra vừa rồi, thần cũng chưa hề gặp tiên gạo. Thật là quá đáng. Tiên gạo dám trái lệnh ta để cảnh trần gian loạn lạc như thế sao? Người đâu? Mau đi gọi tiên gạo về đây. Tuân lệnh. Trong khi chờ đưa tiên gạo về giải trình thì phải ứng cứu trần gian đã. Bẩm Ngọc Hoàng, trước khi trở về thiên đình, thần đã ban mưa để trần gian đỡ đi phần nào rồi ạ. Như thế cũng thảm được phần nào, nhưng vẫn chưa ổn được. Người hãy trở lại trần gian theo lệnh của ta. Dùng bột tiên này cho hoa màu sớm được thu hoạch đi. Tuân lệnh Ngọc Hoàng. Bẩm Ngọc Hoàng, chúng thần tìm khắp nơi nhưng mà không thấy tiên gạo đâu hết. Tiên gạo thật to gan, không coi lệnh ta ra gì. Biết ngay mà, trốn lệnh ta đi chơi. Thật không thể chấp nhận được. Lần này đích thần ta sẽ trừng trị tiên gạo. Có chuyện gì thế kia? Là quân lính của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng giá lâm. Ngọc Hoàng giá lâm. Ngọc Hoàng giá lâm. Mau bắt tiên gạo ra đây cho ta. Chuyện gì thế này? Nhà ngươi giỏi lắm. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ xuống ứng cứu trần gian, mà ngươi lại trốn đến đây dự tiệc. Thật to gan. Ui, là tiên gạo bị bắt kìa. Thật là đẹp mặt. Dám trái cả lệnh Ngọc Hoàng, thật là to gan. Dạ, dạ, con xin lỗi Ngọc Hoàng. Con chỉ định ghé đây một lát rồi xuống trần gian ngay mà. Vậy túi hạt giống ta giao cho con đâu? Túi hạt giống? Con... Hành động của con ta đều thấy hết. Đã trốn đi chơi, còn dám nói dối ta. Con không còn xứng đáng để làm tiên gạo của thiên đình nữa. Giờ thì hãy nhận hình phạt mà sám hối đến hết đời đi. Xin Ngọc Hoàng tha tội. Xin hãy cho con cơ hội sửa chữa lỗi lầm, lập công chuộc tội ạ. Quá muộn rồi. Ta đã cho con biết bao cơ hội, nhưng bản tính ham chơi của ngươi vẫn không đổi. Giờ thì hãy xuống trần gian, chỗ nhà ngươi vứt hạt giống của ta ở đó, và sống với nỗi ân hận của mình đi. Trời ơi, Ngọc Hoàng nổi giận rồi kìa. Đáng lắm. Thật là đáng đời, ham chơi cho lắm vào. Nếu biết nghe lời Ngọc Hoàng chăm lo nhiệm vụ thì đâu đến nổi. Ngọc Hoàng ơi, thần biết lỗi rồi ạ. Bị bắt đi chịu phạt giữa bữa tiệc hào nhoáng khiến tiên gạo vô cùng xấu hổ, nên nàng đã trốn vào khe núi mà nàng vứt bỏ hạt giống trước kia. Một ngày ở khe núi ấy mọc lên một loài cây lạ. Người dân thấy trong gió có mùi hương lạ nên mọi người kéo nhau đến và ngạc nhiên khi thấy một rừng hoa li ti trải dài từ suối này đến núi kia. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!